vô cớ đập phá ô tô đậu bên đường, còn cầm dao dọa công an. Trên đường về nhà, Trịnh Trung Pháp ở Thanh Hóa thấy chiếc ô tô đậu bên đường. Do say rượu, Pháp cho rằng chiếc xe cản trở giao thông nên đã xông tới đập phá. Ngày 19 tháng 3, tin từ Công an huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa khởi tố và bắt tạm giam Trịnh Trung Pháp, sinh năm 1999, chú thôn 2, xã Yên Lạc, huyện Yên Định, về tội chống người thi hành công vụ và cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo Công an huyện Yên Định, trước đó khi đang trên đường về nhà, Trịnh Trung Pháp thấy một ô tô 5 chỗ đậu bên đường. Do say rượu, Pháp cho rằng ô tô trên cản trở giao thông nên đã dùng sẻng và đá đập phá khiến chiếc xe hư hỏng. Đập phá ô tô xong, Pháp về nhà ngủ. Nhận được tin báo của chủ xe, Công an xã Yên Lạc đã vào cuộc và nhanh chóng xác định Pháp là nghi phạm. Công an đã tới nhà mời Pháp về việc trụ sở làm việc, nhưng thanh niên này không những không chấp hành mà còn liên tục chửi bới, cầm dao đe dọa lực lượng công an. Trước hành vi trên, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Định đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam Pháp để điều tra về tội chống người thi hành công vụ. Ngoài ra, Công an huyện Yên Định còn khởi tố Trịnh Trung Pháp về cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo Công an huyện Yên Định, Pháp từng bị xử lý hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và gây tổn hại sức khỏe cho người khác. Vụ án đang được Công an huyện Yên Định tiếp tục điều tra.